nhiều người ở ngoài vũ trụ. Màu sắc yêu thích của bạn khi chơi Among Us là gì? Cho chúng mình biết ở phần bình luận nha. Cái mạo danh sắp đến rồi, mong là wifi không bị sập đó nha. Đón xem video mới của Woohoo về việc chơi Among Us trong đời thực nè. Bạn nghĩ là tụi mình đang nấu bữa tối á? Nhầm to rồi. Thay vì súp, bọn mình sẽ có món Among Us cho bữa tối. Bạn có thể chơi trò này ở bất cứ đâu. Tại một cửa tiệm xăm hào nhoáng. Ơ, đau quá. Mình cần phân tán sự chú ý. Mình sẽ giết một trong những đồng đội. Nhiều người quá. Hàng này dài như vô tận á. Nhưng mình không cần đợi nếu mình muốn chơi. Mẹ đi chưa ta? Tuyệt. Giờ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không không không. Làm ơn đừng giết tôi, kẻ mạo danh. Tạm biệt nha tím. Cái gì? Thì ra đó là kẻ mạo danh à. Sai không gian, sai thời gian. Ra ngoài vũ trụ vui vẻ nha, tên mạo danh kia. Nhiệm vụ này thật phức tạp. Nhiều số 8 quá. Cái này như vô tận á. Chào. Kẻ mạo danh. Kẻ mạo danh đang đuổi theo mình. Mình cần trốn thôi. Ồ, một con mannequin sẽ giúp ích cho mình đây. Tím ơi, chào tạm biệt cuộc sống của ngươi đi. Ủa, sao dao mình không hoạt động vậy? Người bất tử hả? Điều này không được đúng lắm. Xanh lá, tóm được ngươi rồi. Đó không phải là mình. Bye kẻ mạo danh. Mình cần sửa dây điện. Chờ chút. Ô, chào nạn nhân cam. Kẻ mạo danh đến rồi đây. Bye bye cam nha. Thiệt hả trời. Thôi vậy, dây điện sẽ không tự hết hư được. Hello, bắt đầu cuộc chơi thôi nào. Ế, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có thứ gì đâm vào tàu của chúng ta? Đây là cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Giờ ta sẽ nắm quyền con tàu và trò chơi của các ngươi. Những sinh vật trái đất sặc sỡ. Đau. Người ngoài hành tinh. Mọi người, bình tĩnh. Ta là kẻ duy nhất trên tàu có quyền giết người. Chào nha. Làm tốt lắm, kẻ mạo danh. Nhưng ngươi vẫn sẽ bị bắn vào vũ trụ. Bạn sẽ nhận được điều này khi cố tỏ ra tốt bụng đấy. Ừ không, là kẻ mạo danh kìa. Nhanh nào, mình cần đến chỗ nút bấm. Hả, nó bị hư rồi sao? Thôi nào, hoạt động đi chứ. Ồ, tiêu rồi. Ngươi đang tìm cái này à? Không, mình không muốn chết đâu. Ngươi không còn đường lui nữa. Nhưng tôi có cái để ném đây. Chuẩn xác. Ta đâu có ngờ đến chuyện này. Để xem chuyện gì đang diễn ra ở đây. Chờ đã. Xanh lá đã đứng tại nơi này lâu quá rồi. Dave, con lại đang chơi game à? Không có mẹ ơi, con đang ngủ. Được rồi, ngủ ngon. Họp khẩn cấp. Xanh lá quá bình thản. Cậu ấy chắc chắn là kẻ mạo danh. Bỏ phiếu nha. Mọi người đều nhất trí. Hãy tận hưởng chuyến bay một chiều vào vũ trụ nha cậu xanh lá. Hên quá, mình có thể chơi tiếp rồi.
Này, gì cơ, mình bị đuổi ra rồi à? Mình chỉ đang giả vờ ngủ thôi mà. Hồi nào các cậu, mình thậm chí không phải là kẻ mạo danh mà. Kẻ mạo danh đang làm việc cực lực. Tạm biệt nha Cam. Ủa, đó là gì vậy? Nó bị chập chờn. Mình có cây súng, thử lại lần nữa nha. Chập chờn lần hai. Wi-Fi bị trục trặc nữa rồi. Kẻ mạo danh lớn nhất ở đây là bộ định tuyến của mình. Ta sẽ khiến người phải hối hận. Gì đây? Một loại cửa nào đó. Và phía đằng sau. Cậu là ai? Mình chỉ lỡ vào đây thôi. Mình không tin cậu đâu. Làm ơn đừng giết mình. Cậu chắc chứ? Chào, chào mừng đến với cửa hàng vũ khí của mình. Lấy bất cứ thứ gì cậu muốn. Cần khẩu đại bác mới không? Hay cái dao? Đỉnh. Chờ xíu, để mình hỏi bạn đã. Yếm hả? Nhận lấy nè. Không, mình sẽ báo thù cho cậu. Cậu đang lấy gì thế? Mình sẽ lấy hết. Kẻ mạo danh, người tốt nhất nên coi chừng. Ta đến bắt ngươi đây. Cam đến chỗ cái nút đầu tiên. Đó là kẻ mạo danh. Mình thấy tất cả các vũ khí của ả. Ả ta đang cố giết mình. Cảm ơn, tin mình đi. Cậu đang phạm sai lầm đó, xanh lá. Cảm ơn nha, xanh lá. Ta thắng rồi. Kẻ mạo danh là tuyệt nhất. Wow, đó là ai vậy? Cô ấy xinh quá. Người trong mộng của mình. Đi theo mình. Oh, nữ thần Cam của mình. Mình sẽ theo cậu đến mọi nơi và làm bất kể điều gì cậu bảo. Cậu muốn hôn không? Không. Tình yêu là những niềm đau. Đỏ hơi đáng ngờ đó. Chúng mình có kế hoạch rồi. Hãy đi khắp nơi cùng nhau để kẻ mạo danh không giết ta. Sức mạnh nằm trong số lượng mà. Cậu có thấy ai không? Không, còn cậu. Nhìn từ bụi cây này thì mọi thứ an toàn. Tụi mình có thể đi tiếp. Nhìn lướt khung cảnh xung quanh đi. An toàn. Kẻ mạo danh không có ở đây, cộng sự à. Cậu sai rồi, Archie. Tạm biệt nha, bạn tôi ơi. Sao lại là mình chứ? Cộng sự. Tha thứ cho mình nha, mình không làm gì được. Mình rất xin lỗi. Mình sẽ không bao giờ quên cậu. Tiếp theo. Trò chơi làm mình đói bụng ghê. Tụi mình có gì cho bữa trưa vậy? Kẻ mạo danh. Chạy đi. Tiến vào vũ trụ đi. Tên tủ lạnh mạo danh. Mình nên chọn màu nào đây? Cam, xanh lá hay hồng sẽ trông ổn áp hơn. Nó đâu rồi hả? Không, không phải cái này. Mình lỡ tay bấm nó rồi. Cùng chơi thôi. Các cậu, mình không muốn làm màu này. Mình không đẹp trong tông màu này. Cuộc họp khẩn. Mình có một thông báo. Mình là kẻ mạo danh. Mình là tên sát nhân. Tên sát nhân thời trang. Mình muốn làm hồng cơ. Vậy nên dừng lại đi nha. Cái gì? Cậu nghiêm túc đó hả? Bình tĩnh. Cầm cái này đi. Chưa gì mà mình đã muốn chọn màu khác rồi. Mật mã đúng là gì ta? Mình sắp làm xong nhiệm vụ này rồi. Ngươi sẽ không bao giờ hoàn thành nó. Kẻ mạo danh.
vật nuôi dễ thương nhỏ. Bắt lấy hắn. Là người ngoài hành tinh, cứu! Nó là một vật nuôi đáng yêu mà, sao nó có thể? Randa, mình xong rồi. Cậu thích hình xăm mới chứ? Nó chính xác là thứ mà mình muốn. Cuối cùng đến lượt của Archie. Xin lỗi, cho mình lên trước được không? Ok. Là cô ấy. Cô nàng trong mộng của mình. Cảm ơn nha. Ủa, cậu cũng chơi Among Us phải không? Mình cũng vậy. Đây có lẽ là định mệnh. Họ chỉ đang làm phí thời gian của mình. Mình cần giết sạch phi hành đoàn. Dave, còn có đàn chơi nữa hay không đấy? Tốt, vào cùng đội với mẹ đi. Bạn có thích trò chơi trong Among Us của tụi mình không? Thế thì bình luận phía dưới và kể tụi mình nghe nếu bạn thích chơi Among Us và thích chơi màu gì nhất nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của tụi mình, like video này và bấm vào chiếc chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào từ Woohoo nha.